hôm nay lại có thời gian để mà chia sẻ thêm với các em sinh viên về một cái kỹ thuật, đó là cái kỹ thuật thông tiểu cho con chó cái. Thì kỹ thuật này sử dụng cho cái con chó cái lớn khoảng tầm từ 10 kg trở lên. Mấu chốt của cái kỹ thuật này á là cái điều kiện ở chỗ mình không có cái ống thông tiểu, không có catheter, cũng không có cái mỏ vịt, là mình phải mò bằng tay. Thế thì lần trước mình đã làm một cái video về chuyện này rồi, qua rất là nhiều cách thì mình đã xác định được cái điều quan trọng nhất của vấn đề, đó là mình phải xác định được cái lỗ tiểu nó nằm ở chỗ nào. Thế thì thường thường ấy, chỉ cần vừa mới qua xương mu là các bạn sẽ tiếp cận ngay được đến cái lỗ tiểu, nó chỉ cách cái xương mu một tí thôi. Một tay mình thò vào cái âm đạo của nó, một tay mình từ từ đưa cái ống vào và mình sẽ thấy cái lỗ tiểu xuất hiện. Khi mà mình ấn cái ống, tức là cái que thông tiểu ấy, mình ấn về phía bụng một tí ở bên dưới ấy, thì mình đẩy qua đẩy lại, mình sẽ thấy một cái nếp gấp xuất hiện, tức là khi đó cái ống của mình bắt đầu chui vào cái lỗ tiểu rồi. Thì mình đẩy nhẹ, thấy nó nhẹ nhàng đi vào và thông suốt thì mình tiếp tục đẩy và tháo lõi ra, thế là được. Mấu chốt của vấn đề chỉ là xác định được cái lỗ tiểu thôi. Thì cái này là học cơ thể học cho kỹ, xem kỹ lại, xong bắt đầu là mình làm vài lần, thế thì mình sẽ thấy các bạn. Cái cảm nhận của tay rất là quan trọng nha. Thường thường đối với con chó khoảng 15 kg ấy, thì hai đốt ngón tay là đã đụng được đến cái lỗ tiểu rồi. Đó là điểm mấu chốt của kỹ thuật này. Đấy, thế thì ống mình dùng đó là cái ống ống truyền dịch, cái dây truyền dịch ấy, cắt ra áng chừng, cái này áng chừng là vậy là được quen rồi mà. Phương án này dùng trong trường hợp này là cái con này nó bị liệt, mình nghĩ là do ký sinh trùng và ký sinh trùng máu ấy, hoặc là một cái nguyên nhân gì đấy. Và cuối cùng là mình điều trị theo hướng ký sinh trùng máu thì nó lại khỏe, thế là bây giờ nó khỏe rồi, nó tiểu được bình thường. Mình đặt cái ống nó mấy ngày đấy, trong quá trình mình điều trị ấy, mấy ngày xong nó khỏi, thế đấy.